Lô. Ăn cơm không à? Ăn cơm xong ngồi nghỉ, ngồi chơi thôi. Đúng, nhà chơi chứ. Vâng. Nhá. Một đấy chắc lại không khí vui chứ. Không chắc sao vui được mẹ.
Thế đấy, cái gì mà ấy thì con ấy con nên hả, cô Hương á, cô Hương bình thường, cô Hương bình thường. Dạ thanh bình thường đấy. Dạ dạ dạ